kêu ông đi lại trước giùm tôi đây. Kêu ông đó đi lại trước giùm tôi. Những hình ảnh này là mình ghi lại của cái ngày 16 tháng 10, là ngày thứ Bảy. Thì tính đến ngày hôm nay thì mình đã đi được khoảng 80 ngày, đi tiêm vaccine cho người dân khoảng 80 ngày rồi. Nói chung tiền lương của bệnh viện thì cũng không có. Tiền phụ cấp của nhà nước thì có nhưng mà chưa phát. Chắc có nhưng mà chưa phát nha bạn. Thì mấy bữa nay hơi cực cái là con mình nó bị sốt. Nó bị sốt 40 độ, sáng là mình nhét thuốc cho nó. Xong rồi nó hết sốt rồi mình đi chích. Đi chích ngừa khoảng 12 giờ trưa mình chạy về nhà. Mình lại cho nó uống thuốc cái rồi mình lại chạy đi. Đó các bạn thấy không? Con mình bệnh rồi mình cũng không ở nhà lo cho nó được nữa. Nói chung là rất là khổ. Còn mấy bữa trước thì mình nói mình trở về phòng mổ rồi. Nhưng mà mình trở về được một ngày. Một ngày, hai ngày á. Mổ được 2 ca mí dưới với lại 2 ca mũi sườn sườn. Rồi tới bữa nay thì mình lại đi tiếp. Thì mình gán đi vài bữa nữa cho nó xong. Nhưng mà thực tế bây giờ á, cái lượng người chích nó rất là ít các bạn. Nó ít lắm, chích được khoảng 100 là cùng mà. Có ngày chích được khoảng 30 thôi. Thường thường là khoảng 100. Thì những cái trường hợp này mình nghĩ là nên trả. Mình nên nghĩ là nên trả, địa phương nên trả cái y tế tư nhân về đi. Còn lại đó, còn bao nhiêu người á, lác đác á, thì mình gửi về trạm y tế mình chích. Chứ còn đi như thế này cực lắm bạn ơi. Mình đi 80 ngày rồi, cố gắng nhiều rồi. Giờ sức khỏe nó cũng yếu rồi. Một cái nữa là kinh tế không ai lo hết á. Kinh tế của mình thì không ai lo hết. Mình phải trở về công việc để mình làm kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Thì hôm nay vẫn còn đang rảnh thì mình nói cái vụ mà tiêm vaccine mà 3 liều á, liều thứ 3 đó. Thì mình phải phân biệt á, là mình tiêm liều thứ 3, phát đồ 3 liều, với lại mà tiêm liều tăng cường. Liều tăng cường là thường là mình sẽ tiêm sau cái liều thứ 2 khoảng 6 tháng. Còn cái phát đồ 3 liều á, là mình tiêm cái liều thứ 3 sau cái liều thứ 2 khoảng 1 tháng. Thì những người nào cần tiêm 3 liều, đó là những người mà có hệ thống miễn dịch yếu. Ví dụ như bệnh nhân bị ung thư nè, những bệnh nhân ghép tạng nè, những bệnh nhân ghép tế bào gốc nè, hoặc là những người mà bị HIV nè. Đó là những người có hệ thống mà miễn dịch, nó sinh miễn dịch rất là yếu. Thì những người đó cần tiêm 3 liều cho họ. Tức là mình tiêm liều thứ nhất, liều thứ hai, rồi sau cái liều thứ hai đó khoảng 28 ngày á, thì mình sẽ tiêm luôn liều thứ ba cho những người đó, để cái hệ miễn dịch họ nó sinh kháng thể mạnh hơn. Còn những người mà khỏe mạnh, không có bệnh lý gì hết á, thì mình tiêm 2 liều thôi. Rồi sau 6 tháng á, mình sẽ tiêm nhắc lại 1 liều. Mấy bữa nay yếu quá, nói không ra hơi luôn á.